Tiểu à, trời ơi mày làm gì vậy con điên kia? Biết mấy giờ chưa? Cái gì vậy má? Biết mấy giờ chưa? Mấy giờ mới có 5 giờ. 5 giờ rồi đó con. Đi 5 chợ giờ mua đồ ăn cơm. Ôi đi chợ làm gì chiều nay ăn đỡ đồ đồ cũ đi. Thôi, chồng con đi làm gì không có gì ăn đâu, tội nghiệp đó. Mệt ghê thiệt chứ đi chợ cái ngày nào cũng đi, đi chợ. Đi chợ đi mà. Sống mấy chục năm mà ngày nào cũng đi chợ nhìn ăn bữa có chết mà mệt thiệt luôn á. Đi chợ đi mua đồ ăn 50 ngàn. Trời đất thánh thần thiên đụng ơi. Cái gì 50 ngàn vậy? Trời ơi thì con mua đi có cái gì đó ăn được thì mình mua. À tiện lần nào đỡ trong đó con. Má nghĩ sao mới đi kêu đi chợ 50 ngàn mua cái gì trời. Má bữa ổng đi có 20 ngàn đó má cũng mua được đồ ăn đó. Tiết kiệm đồng nào hay đồng đó đi. 50 ngàn mà má kêu con đi chợ rồi mua cái gì? Thì mua đồ ăn chứ mua cái gì? Mua mấy món? Thì con nghĩ nhắm mua cái gì mà ăn đủ ba mẹ con mình á. Ăn đủ không? Trời mua cái gì trời, 50 ngàn. Trời ơi thì con đi đó, con nhắm đi mình mua cái gì đó, miếng nấu canh, miếng xào, miếng kho đi, cũng ba món như ai rồi. Con nghĩ sao đi 50 ngàn đi chợ, không biết sao mua, không biết mua cái gì thiệt luôn á. Thì con cứ mua tiết kiệm gói ghém đi. Thời đại giờ tiền bạc ở đâu? Ăn gì là bệnh hoạn chết luôn thiệt. Bệnh gì? Mua. Ăn không đủ chắc cái 50 ngàn mới kêu mua cái gì? Thì canh xào rồi kho ba món rồi còn gì nữa. Lâu mà phụ má trụng bún rồi đó mày chơi hoài. Từ từ gần phá trụ xong rồi nè, từ từ đi. Trời ơi đợi mày chắc đúng lỡ thè lè thất lét luôn á. Chính nè. Ủa ai vậy? Ủa Liễu. Ờ làm tao bún chín. Rồi bữa nay ăn sớm vậy? Trời ơi đi chợ nè má. Đi chợ mua gì mà đi chợ? Chợ mua cơm chiều ăn chứ đâu đi chợ mua vàng má. Trời ơi đi sớm dữ vậy, đợi xíu nha, đợi xíu có bún liền nè. Trời ơi. Rồi đợi này, xíu. Sớm thấy bà Sáu không? Bà Sáu hả? Ừ. Nãy bà đi với lại ông Nam mà chiều nay nói gì đâu đi nhảy aerobic gì đó, tao không biết gì đâu. Trời ơi bà mà nhảy aerobic hả? Ừ, giờ này bà xe xua lắm mày ơi. Xua lỗ nhảy aerobic. Ừ xe xua lắm. Ăn thịt hay ăn giò hay ăn xương? Ăn giò đi. Không mấy đủ đầy đủ. Thôi mà hết giò đi lấy xương với thịt. Mà đầy đủ đi, đặc biệt như hả? À 40. 40 phải không? Rồi lấy đặc biệt mẹ luôn đi. Rồi vậy luôn lấy tô đặc biệt luôn. Ngon lành cho mày luôn. Lao. Nghe lời. Đem qua cho cô Liễu. Ê nó nghe nè. Nè đem nhanh nè. Gì? Liễu. Trời ơi, ai vậy? Tồn Long đó hả? Ừ nó bự đó. Ôi hôm nay bự dữ he. Trời. Ăn tối ngày đó chơi game mà không có phụ được gì chứ. Trời phụ mẹ đó chứ con cái gì mà ăn sức chơi game không vậy? Thì quán đang vắng nè, chơi xíu mà bà chửi quá trời trời. Nó nghe là trời cái mặt nó càng ngày nó càng lớn, nó giống y luôn cái mẹ nó hồi như lúc nhỏ. Hài hước dễ sợ. Ấy lô 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 không phải ý là nó giống bà đó bà nội. Thì giờ tao đẻ nó không giống tao, không lẽ giống mày. Hên xui má, khi đẻ giống người dân không chừng. Trời đất ơi. Giỡn xíu thôi mà. Ăn thử đi con niêm nước ngọt không? Ngon không? Khỏi ăn biết giỡn mà. Chị ăn chi vậy? Trời ơi bà hai chị với em chị giỡn mà thấy quạo quá. Ê nói nghe nè, mẹ Sáu. Mẹ Sáu sao? Bà ăn tao 3 ngày bún bà chưa trả tiền. Ăn 3 ngày bún chưa trả tiền? Ừ. Cái mà cục kỳ cục thì coi kỳ hợp vậy. Thì bà nó nợ 3 ngày bún mà có ngày hôm kia là bà đi ăn với ông Nam mà ăn toàn cũng tôi đặc biệt y như mày vậy đó. 40 ngàn tô hai. Sao không gài bà kiểu mà phe gàng phe ơ rồi dữ lắm hả? Giả không. Giả dạ không hả? Ừ. Ghê gớm vậy. Ừ vậy đó. Ừ. Cho thiếu nợ vô không mà. Trời ơi, như đây thì dặn bún á, bún cho này chứ thầy hả? Bún hay hả? Chị tao chứ hả? Ủa? Liễu? Trời ơi, bà Sáu. Trời ơi, nhắc tiền nhắc bà, không nhắc tiền nhắc quỷ mất ma cái ma cái liền. Chứ dạ, nói gì ạ? À, không có gì, trời ơi. Ủa, ai nhắc tiền, ai nhắc tiền, ai gì vậy? Ai chính, nhắc tiền nợ mà gì bà nợ bả ba tôi bún gì đó. Ba tôi bún mà làm như là thiếu 30 tô. 4 tô má. Bún đi bún. Tô con 5 nữa. Đi ăn ra rẻ lắm, đi ăn với bồ cái hả siêu tô đặc biệt 2 tô cũng phục. Ê thiếu nợ với được ai nha, ăn gì kêu đi giả cho em ăn bún làm tô bún luôn vậy xương nha. Mà bữa nay có trả không, bữa nay trả hết không? Trời đất ơi là trời, ông năm mới năm năm mới cho 2 xị. Rồi 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 rồi, ok ok để làm. Ê mà nó nghe đủ nha, đầy đủ nha, vui hả đầu á gì vậy, kể nghe vậy. Thôi cứ chuyện kia trời vui đúng là may mắn luôn á. Đúng bà, chị đâu có biết đâu, cái chị nói chị thích cái ổng tặng, chị thích ổng tặng. Trời ổng kỳ bà ghê luôn á, chị ổng tặng là có ý đồ đó má. Vậy hả? Ừ phải không? Ừ đúng rồi, bình thường chứ bình thường chị đòi ổng đâu có cho đâu. Ừ bữa nay cái chị nói chị thích cái ổng đó là à, ừ thích thì em lấy đi trả tiền cho, còn cho 2 triệu nữa. Đò bà vậy dặn mấy này đem bún nè, bà cũng đâu có lời cái gì, có mẹ gì đâu trống lời gì. Nè thấy không, thấy không, trời ơi. Dữ gì sao, ôi, mới có vàng thì chính. Đây nè, mới vừa tắm đất nè, mới có vàng. Trời ơi, dữ gì sao. Bữa nay đi rửa đó. Trời luôn. Bữa nay đi rửa đó chẹn. Đặc biệt nhiêu vậy, đặc biệt nhiêu à? 40 ngàn bữa đó bà nội.
Ê, nó nghe nè, coi chừng nghe, coi chừng dặn xịa đó, tôi thấy nó màu nó ấy và cá cắn thử chưa. Dù quá, bà im cái miệng mà lại đi ăn ủng hộ bà nói gì vậy? Bữa nay mình không ăn đặc biệt luôn, mà đặc biệt 40 mà mình ăn 50 luôn. 50 đi. Trời ơi, cái gì cái? Mày trả tiền nó luôn đi. Ai rảnh má? Trời ơi, chị đó chị em. Bữa nay chỉ có ba chị em. Ờ, có ba chị em đó mời tôi à. Có đứa tiền nó trả má. Trả đi. Ăn tôi đặc biệt 50 đi. Đúng. Lấy full topping. Full topping. Rồi, đầy đủ luôn. Ê, ngon lành cành đào. Nghe má, chị tính mua cái đầm body đó được không? Được. Cái đầm của hôm nãy chị đi ăn thấy đó. Nè, có dám chị mặc đầm body đẹp không? Bao xuất sắc luôn. Giỏi nào ra giỏi. Ai mua ba. Ai đi chạy rồi má ơi. Rớt rồi. Cái gì vậy? Cái gì rớt vậy? Xin lỗi. Cái gì vậy? Là chờ Nguyễn Tiếp Anh lên đầu luôn má ơi. Mày chơi kiểu vậy vậy? Hả? Tao lớn cái bánh uống rồi sao mà mày thấy cái mày chơi đá bánh mày trúng mặt cái gì đó. Thằng bạn con nó đá vô con không biết. Nó cháu chơi hả mày? Cho tao buôn bán rồi tụi bay làm giết phá hết trơn luôn vậy đó. Còn đây với bánh đâu rồi? Nè. Biết bao nhiêu cháu chơi mà không có cháu chơi hết trời. Một lần đá thì nó muốn rớt cái rớt kìa mày. Một lần nữa chặt cái bánh mày nha. Cái này bãi đất trống mà. Trống cái gì? Trời ơi, chém cái xíu là gớt. Quá đâu bán trốn má bây giờ tin không? Tưởng nó nhà sập công má. Tại vì nè, chị né không nhém xíu mớp vàng chị ơi. Thánh thần thiên đụng ơi. Là ông ghim ra cho ba con nè. Làm em thì các em có sao không? Té nó đau. Chặt Minh chặt vui vui. Vô cô cha cô Tám nè. Cô Bích nữa. Hết hưởng chân. Gớt đi ra ngoài nhém xíu mớp vàng chị luôn nè. Thiệt á. Con cái gì nhà ai đâu không à. Quá chí sợ luôn con cái chứ. Bán cũng gần hết còn mấy tô nữa. Ngon hết hả? Ngon hả? Ủa mày đi đâu ăn? Đi đâu ăn sớm gì liệu? Về đi đâu sớm hay ăn sớm gì vậy? Trời mày ấm ơi, nấu điên hay vậy? Vụ gì? Bà má chồng tôi ăn gì vậy? Trên nợ thế là nào nhìn trên đời thế mà thấy bà má chồng này ăn sao? Bà giống quỷ ghê. Trời ơi, mày ăn dâu mày chửi kìa. Dâu mày nói trai là gì? Bà chồng gì vậy? Bà nghĩ làm sao? Bà nghĩ sao làm sao mà mình bắt kêu đi chợ có 50 ngàn. Trời ơi, bắt kêu làm ba món mới ghê chứ. Vậy 50 ngàn ba món. Thời buổi bây giờ mình đi chợ còn 50 ngàn cái ba món. Ê bà già bà cô lô hủ à. 50 ngàn không đủ mua tô bún ăn. Tô bún tao có 40 ngàn luôn rồi nè. Tô 40 ngàn rồi đó. Rồi bà tính đi mua gì? Bà nhắm coi bây giờ nhà đủ 3 người. Ít nhất ăn phải 30 ngàn thôi. Mà bà kêu làm kho rồi bà làm canh với mua mứa đâu xào. Xào rau thì cũng 10 mấy ngàn. Canh rau bây giờ mua dưa leo 3 trái mấy ngàn bạc. Canh cũng đó. Canh thì ít cũng 30-40 ngàn. Mà lúc đầu chị nói em rồi, đừng có ở chung với bà rồi. Ê, nó nghe em chịu chi. Giờ bà già chồng mẹ tao thiệt á. Giờ mà khó, bà giống mấy bà già xưa á. Khó, y chang luôn. Nói là xưa mà bà nội. Hả? Mấy bà già xưa mà. Ừ. Cái này bà đổi tính hay sao? Bà có cái đổi tính mà khó tính thằng gì ha. Cảm ngẫm bà liệu bà cũng chịu cực chịu khổ hay thiệt cũng ha. Cũng về ha, chịu cực chịu khổ cũng để cháu nội cho ẩm bồng rồi rút cuộc á đối xử vậy đó. Cái này bà đổi tính thì sao bà càng khó ưa bà. Mà thường người tôi thường tao thấy cái miệng mày hổn dữ lắm mà sao bà già chồng mày hiền khô vậy? Trời ơi bây giờ bà cũng gần đất xa trời rồi gán dụng bà đi nữa bà để rồi sáng mà cho thì ra là không nói gì luôn hả ba mù ở về thống không thằng chồng cứ để bà khỏi nói đi trên đời thế mà thằng chồng mày nó chua ôn chú ngục sao nó không nói một tiếng nào nó hiền con chứ hiền nó mát thấy nhu nhược chứ vậy suốt ngày biết bám đích vợ không trời ơi mấy thằng vậy trời ghét tao ghét cực kỳ gặp tao là tao bỏ luôn không quen nữa nó chỉ có đi làm về xong là bắt đầu làm nó ăn cơm xong lăn ra nó ngủ nó không có gì khác ngoài điện thiệt á à bà nó như cái con máy di động vậy là chồng khó tính trình sẵn vậy cặp phải thằng chồng nữa cặp phiên thằng chồng bỏ lỡ như chồng mình nó biết bảo vệ mình nó cũng đỡ ha thì phải thống phải thống nhà tôi mà được như chồng nhà bà lỡ mấy em mới đổi chồng ê lâu không đi cũng giỡn thôi vui thôi cái mặt này có thằng quỷ thống nó lấy dài đầu lấy chồng tao 6 mấy tuổi mày về mày nhắm mày ăn được gì ê nhưng mà chồng bà giỏi nãy giỡn giỡn thôi đàn ông làm. Thời buổi này mà đàn ông mà nhu nhược quá hả thì cũng như nhu nhược nhưng mà nói nghe ông như ông Năm cũng giỏi cũng ngon ha ông Năm mới mua đồ được cho bà Sáu quá trời chứ sao bà ổng thương tôi đi lắm nghe bà liễu bây giờ bà đi ra ngoài rồi biết bao nhiêu người hốt bà mày làm như bà nói là cát mà hốt tao gọi là thỉnh về đúng rồi nói cho nghe bà. Tôi chứ không phải là hình thờ mà đứng về thì ý là mong muốn được đem về cung phụng hiểu không hầu hạ hiểu không ôi đàn ông ấy được cái đàn bà mà bỏ cái buôn không dễ mày ế nói thiệt mà không dễ buôn này chụp một kia liền trời ơi biết bao nhiêu người muốn hút tôi mà không chịu không được cái bà chửi gì sao cái này bún này ngon hơn bún ăn cũng được ăn được được hả ừ nghe là mấy giờ con 6 giờ rồi. Gì? Gần 6 giờ rồi. Gần 6 giờ rồi. Gần 6 giờ hả? Ừ, 6 giờ mẹ đi chợ má ơi. Gì? Ở đây chơi. Ở đây chơi. Đi chợ chung rồi. Đi chợ. Chợ
Chợ búa gì giờ này chạy? Khi đi chợ về nhà nấu cơm nhân thống ăn vậy thôi. Ờ này đúng rồi về về nó nấu cơm cho. Còn sớm à. Không có cơm nhân thống vậy nó giặt đầu nó mất công nữa. Thôi nha. Chợ nha. Nhiêu tiền hả? 40 Thiếu đi mai trả. Gì thiếu gì trời ơi, mở hàng mà thiếu kỳ cục lắm không được. Chứ không có đem tiền theo. Tổng tiền thì sao đi chợ bà? Thì có 50.000 cái bà già chồng nãy đưa đi chợ nè. Chợ mà 50.000. Trời đất ơi, chứ giờ là thiếu không có được đó. Mở hàng sao thiếu? Ủa, nó mở hàng hả? Ờ, cho mượn đi, cho mượn. Ê má. Cho mượn đi. Tiền bạc mà mượn. Đây cho mượn 50.000. Ai cho mượn tiền? Bà dẫn em đi ăn mà. Tụi em không có đem theo tiền. Tự trả đi. Sao vậy? Trả tiền bạc rồi tiền nó đi chợ. Thì trả đại đi. Thì ra mua thiếu 1 triệu người ta đi. Rồi ai bán má. Sao kia trả cho bà mệt quá trời mệt. Còn 10 ngàn đi chợ đây. Mới sao nữa. Giờ tiền không có tiền đi chợ rồi sao vậy. Cố gắng lo liệu đi chứ giờ mày giỏi mà. Mẹ ba cái này mày quá. Thôi đi nha. Ờ đi đi. Bữa dạ dạ. Ờ đi chợ đi chợ. Đi đi đi. Đi đi. Chịu đựng ghê. Ôi nó mệt. Trời ơi, đi chợ tới giờ này mới về. Má thông cảm đi má ơi, chiều công nhân nó tăng ca quá trời kẹt cái chợ rồi đông nút. Má đợi mày tới mà đói bụng đi tới đi lui đi nhà lối xóm chơi đó. Mới về tới thời này nè, rồi mua gì ăn cơm bà. Nè. Mua gì? 50 ngàn mua được bá chứ. Thì má dặn con là mua sao ăn đủ thôi thì đủ rồi, ba cái trứng gia đình mình ba người người cái. Đủ ăn mình hết nhiêu tiền ăn chi nhiều ba cái chắc 10 ngàn rồi 40 ngày kia đâu 40 ngày ăn bún hết rồi. Trời ơi không biết sao mà tao nghĩ sao mà tao đi cưới mày nữa Liễu ơi, tao làm thiệt tình luôn á. Xì mày đi cưới cũng lỡ cưới rồi mà có trả gì được đâu. Nghĩ thì sao mua ba cái trứng không có mua rau gác gì luôn hả? Thì không làm sao mà đủ món cho má thôi chứ không mua rau. Giờ má làm nãy má dặn món gì? Thì má kêu là xào nấu canh với kho đó. Còn má ngồi đi xíu có cơm cho má ăn được rồi, mệt ghê thiệt. Trời ơi. Cơm chiều tới cơm tối luôn nè. Cơm chồng ơi. Rồi. Nay cơm gì vậy? Hả? Cái gì mà toàn là trứng không vậy? Hả? Gì mà trứng vậy? Thì ăn cái gì bổ đó, ăn trứng bổ trứng, ăn đại đi. Này là canh trứng. Rồi đây nó không đi mua đồ ăn ra. Đây trứng kho, này trứng xào, vô leo. Má đưa tiền cho nó lấy tiền nó ăn tô bún còn 10 ngàn bạn nó mua trứng đó. Trời đất Khánh Thành hiện độ mua anh nghĩ anh nhắm có đúng không? Má được có 50 ngàn má kêu đi chợ, má kêu làm ba món có canh, có xào, có kho. Nó 50 ngàn má bự quá, à. Thịt thà bây giờ nó mắc thần chết luôn. Nó hai cái dưa leo có bà nó 10 ngàn rồi. Thì con mua thịt 30 ngàn đi, rồi con chia ra con nấu đi. Bây giờ mà lớn này rồi ai ăn ai nhịn. Thôi ăn trứng đi. Ôi này nè, má thấy làm cũng đủ món cho người ta nè. Tại sao tao đưa gì là nhiều đi, lại có đồ ăn ngon ăn rồi. Thì tiết kiệm đi, sau này tiết kiệm cũng để dành cho hai đứa. Rồi bởi giờ vì làm về mệt mỏi thì còn trứng này nó sao mà ăn vô. Vậy ăn không? Lỡ rồi ăn miếng đi. Không ăn thì nhịn, ăn mì gói đỡ đi. Đã hồi lúc mà Thống nó dắt về đó là má thấy không vừa lòng rồi. Trời ơi, má ngồi má nhai hoài đi con mệt ghê thiệt luôn á. Mày nhai vậy đúng không? Rồi giờ có ăn không hay là tô bún nó no rồi? Ăn. À, sớm phải đi nhiều chuyện mua đói nữa. Má à? Má! Trời ơi, cái gì vậy Liễu? Má giật má con Quỳnh nha, con đi nhà bà Chính cái nha. Đi làm gì? Thì giờ ngồi đi công chuyện. Mà công chuyện gì mới được chứ. Gầy sòng với làm gì? Nha, mình chú giữ Quỳnh mình con. Chịu bánh mua. Bài thôi, tao không giữ nữa, chịu bánh bài này đem nó theo đi. Nên đụng ngôi, mới nghĩ làm sao mày. Chịu có bảo đến bài dẫn nó theo, nít đôm sụm chứ. Thôi, đi dẫn theo đi, tao cũng biết đi chơi nữa. Mày đâu? Mày đi đâu? Bài. Tao cũng biết đi bánh bài vậy, của mình lại biết, tao không biết. Bây giờ làm sao vậy? Quên. Để mày gửi qua dì hai, chiều mày về mày ước nha. Không, nghe mẹ. Theo làm gì? Hả? Rồi, người ta đi bánh bài, bà theo làm gì? Đi qua về nhà đi, chứ bây giờ mình mua bề cho. Nha. Thôi đi đi. Má coi, má canh nó giùm con, mệt quá. Má con đi chung với con luôn mà. Cái gì? Má cũng đi chung với con chơi mà. Thôi má chơi sòng khác đi. Sòng khác biết sòng nào?
thì má chỉ biết chỗ đó là đó, bên nhà là chính đó. Mình sao đi nè, mệt quá trời mệt rồi. Mày hiểu làm gì lâu với trời. Nó vô tới kìa. Mệt quá trời mệt. Trời dắt, dắt ai vậy bà? Vậy? Dắt ai vậy? Con tôi đó chứ ai? Bữa nay tao cũng chơi. Trời ơi, bữa đi chơi còn dắt con gái theo nữa thiệt lùm lùm đi. Chứ tao kêu đó, kêu qua nhà cô hai nó có chịu đâu. Rồi sao hóa nhà vậy Quỳnh? Thì thôi đấy chị có bông đi. Bài bạc đi đâu rồi, lẹ lẹ đi nè. Biến đi mua rồi, đợi xíu đi. Trời ơi, lâu chết gì trời. Trời ơi, bài nè. Rồi làm gì lâu gì vậy? Ừ sao không chết, mấy chị có ăn mì hay steam gì không? Tao lại mày đi. Làm ơn làm sao mày canh cho kỹ giùm tao một cái. Làm trước hết một lần đấy, tao bỏ. Bỏ lên phường nó mày phạt mấy triệu mà má. Tao nói mày hên là tao đeo cây giỏi không hả? Tao cũng là phát xét tao rồi. Chơi nhớ sâu tiền bài nghe chưa? Biết rồi mẹ cho ly trà. 3 ngày chưa có sâu đó trời. Mày canh giùm tao kỹ giùm tao cái nha. Uống gì kêu đi, uống gì kêu luôn nè. Chị ly trà đường đi. Uống gì má? Má khỏi uống đi tốn tiền nha. Rồi má uống chung còn đi, trà đá đi, trà đá đi. Trà đá thì tao nhà đâu có nước còn khỏi mẹ. Chị trà đường đi em ơi. Ồ cái thảm lâm này sao đánh chặn mẹ chính này sao đó. Cái chiếu đâu? Chiếu đâu? Mình chiếu đẹp giặt rồi. Ôi sao này sao chơi? Lại liền đi mẹ. Trời ơi. Lấy cái mặt, lấy cái mặt này. Cái mặt cho mẹ coi. Thì tình. Sắp cái mặt lại, sắp lên đi. Ủa sáng sẽ còn không ở nhà chứ cha không đi theo chị Quỳnh. Hả? Cha đi làm rồi mà. Cha đi làm rồi. Mà má là kêu sớm giờ ở nhà chứ gì. Ở nhà với nó đi không chịu. Không, có bả rồi thiếu tay thì sao? Không có bả thiếu tay. Dở con hang nó ập vô một cái kìa, không biết nó chạy sao. Cái miệng mẹ nó sẽ muốn kêu gì, thú hình gì. Chứ tao đây nữa mà nhắc tới công an rồi. Công an làm gì nó biết ở đây. Má này sớm kêu ở nhà để không chịu đi theo chi mà lỡ công an nó ập vô cái mới chạy sao rồi. Trời, má mày là động viên á, chạy nhanh lắm đó con. Trời ơi, bằng động viên ba đang tông á bà. Trời. Trời, hồi xưa má chạy với giờ má chạy không nổi luôn á. Còn cục sơ lư kìa. Trời ơi. Ê, nói nghe má chạy bớt thiếu đi nha. Biết rồi nha. Mẹ. Lại nào cũng thiếu hết trơn á. Có bà thiếu trước đầu tiên chứ ai. Ai thiếu? Bà thiếu á. Trời ơi, bà thiếu trả kìa. Ê mà 40 hay 50 không quánh thường nghe. Đôi bụng giật cũng thường y chang như cũ vậy đó. Rồi. Con mẹ này chuyên gia nè, giật đôi bụng người ta không à. Ê mà giao trước nha. Lỡ có chuyện gì cũng đừng có khai ra với má, đừng có nói quánh với con với má. Rồi mẹ. Có cần cái số này nhiều chuyện đó. Ê mà không nhận hôm bữa tao thích mày ghê á, mày đâu có khai cho tao đâu. Người ta sợ muốn xỉu luôn. Không có, mày đâu có khai mà nó không có tin. Vậy hả? Ừ mày. Cái đó từng muốn khai mày khai cũng có bằng chứng đâu mà tao. Đúng rồi. Trời ơi. Yên tâm đi, mốt đừng có khai với bà đâu. Mệt quá trời mệt kìa. Chị em chơi nhau. Chơi này có đền cái gì không? Đền. Chơi được. Bi hủ màu. Ê bữa nay anh có tìm nhiều chơi cá tướng đi mấy má. Ờ mình chơi thì cá luôn không? Cá tướng luôn. Cá tướng nhẹ luôn. Cá tướng nhẹ ok. Ok. Người ta sao vậy chị chị. Ê mà nó nghe nè. Ừ tướng à. Rồi để đi. Ôi ôi cái đàng hoàng nha. Tính nhạc đi nó. Tối ngày ở nhà nó sâu bài không không. Nó không đi làm gì chứ nha. Có hay học gì đâu mà sợ ấy. Gì hả? Cái học đó giờ trường nào chứa nó. Có trường đời nó báo á. Ôi là trời. Tại cái đầu á thì tôi nghi gầu bì. Ngựa giang. Ngựa giang cho bà má. Rồi. Ấy cái đàng hoàng nha trời. Chốt đỏ. Chốt đỏ cho má có ăn không? Ăn đi con mẹ chính. Rồi đánh đi. Ủa quá trời xui, vẫn biết lấy chồng lấy vợ ai mà ghét dữ vẫn biết nữa. Để nó nghe nè. Gì? Có muối ớt không? Chị cho một chén đi. Chấm cốc ai quá trời cốc không rồi nè. Không có cái đâu gì nữa. Đánh đi mẹ. Lẹ đi mẹ ơi. Quá mày vào lại rồi mày thấy sáng luôn nha. Dồi trắng. Quá được ăn mày nghỉ mẹ đi. Dồi mắt sao yếu mày ơi. Dồi sao. Mắt yếu gì mày ơi. Đa đi gọi họ cốm lại nè. Mà sao mà không cắt cái kính này nghe anh chơi. Em xì đỏ. Ê, đánh chi đôi lên đi liệu. Gì áo xanh. Với bà với mẹ chính mà chết được rồi. Buồn ngủ chứ. Lần sau đừng kêu má nữa. Ôi phát xanh cây nữa. Ôi thua chưa. Ôi. Ôi chị kêu quá con ngựa. Giờ cái con ngựa bà này quánh con cây đã đuổi rồi. Thấy ghét nữa thì chết. Dở đi bà. Có ăn không ăn dở đi. Tại mình chứng khí. Xì đỏ dục xuống coi. Má nó ăn nè. Thế cây này ra đây thì nhà nấu cháo ăn luôn nha. Ăn con gì thì dở cây đó lên cho tao biết mình nói con gì. Quánh mình cứ cầm cho trong tay mình không hà quá biết ăn bụng bụng nè ngựa xanh trời ơi chị còn ngựa xanh nữa này liễu thiên nhiên quánh chi vậy. Trời đánh đi mẹ
sĩ trắng rồi. Rồi tới luôn rồi. Ơi hay vậy trời, chưa chân tới rồi bà nội. Cái gì cơm nước gì ăn ai ăn cơm nước gì đâu, cơm thì lấy chuyện bịch đi em. Ê bà lại mua bịch luôn đi. Công an mà làm gì mà sao nổi tới công an tới bà nội ơi. Trời ơi, chết rồi. Ủa? Cái gì vậy? Ủa là con sao má? Mày tự xử đi, trời ơi bắt con đâu. Trời ơi, lo đi chứ, tôi đi vậy. Ủa, con bà làm gì vậy? Trời ơi, gì? Tao đủ coi cái thay bà mày nghĩ sao, mày động đi vô. Mẹ lớn đi bà ơi. Trời ơi, cái gì vậy bà, đi ra ngoài đi. Mà tao sao? Trời, bà tự lo cho mình. Gì cô? Im đi, chơi game rồi, chơi game đi. Chơi đi. Rồi. Rồi nha, gán nha. Muộn cuối nữa thôi à. Muốn gì? Thôi đi, đi nước mi nó uống nha. Trời đất thánh thần thiên đụng quá. Ê, cho chị muốn chỗ. Nha, qua đây. Ừ, đúng rồi, ngồi im đi nha. Nước ra tới rồi nè. Ủa chín. Gọi con bác xuống ngồi đây. Dạ không ấy. Dạ không có. Là ai vậy? Bà chín. Chắc bà chín á. Ngủ hồn. Chắc hồn nói thông hát mày đi. Thì bà chín không nói bà chín mà ngộ trời. Đừng có đâu, đừng có ai nha. Chạy lên đâu? Tôi không có bánh bài, chú ơi. Tôi không có bánh bài. Tôi không có bánh bài đâu, bà lên phường thì lên phường. Tôi không có bánh bài. Sao nói rồi nha. Từ đây về sao ba mày thấy mày chơi game mày biết cảnh với tao nha. Tối ngày mày mở mắt ra là mày chơi game. Mày im cái miệng mày lại đi. Mày đừng có nói gì nữa hết trơn á. Thiệt là tình chứ. Ủa thôi mà. Tôi thấy ai đánh bài chạy ra không? Dạ không, em đang chửi quỷ nhỏ nè. Mày nói nghe nè, bắt nó luôn đi. Nó chơi game tới ngày nè. Nè bắt nó luôn đi, cầm nó đi luôn đi. Em đó, mà tự xử đi chứ, chơi game mày bắt. Thiệt tình nói với mày à, hay là muốn đánh mày đó, tới mày là muốn đánh mày à. Thiệt chứ, chơi game tới ngày. Trời ơi, trời ơi, rồi cảm ơn em nha. Bé bé, con thấy ai đánh bạc không? Có, bà nội con muốn bài này với mẹ con nè. Rồi chạy đâu hết rồi? Họ chạy ra ngoài rồi chứ, còn mẹ con cứu con đi thôi à. Chị lấy cái này đụng ơi, bà ai cười mà chị sao vậy? Hả? Chị lấy mày khỏi ăn cơm đi mày. Xuống đây, 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 xuống đây,
nói đi. Biết gì đâu nói, mà nói đi, mà nói trước nói sao. Có khai không? Cái khai gì anh biết mẹ đâu khai anh? Lên bậy ơi. Chứ em nghĩ chắc ông Dũng nó ngu, tôi khai chị em tôi cho ông bắt hết hay gì. Có khai không? Khai bà chín bà sáu đánh chung em, từ ngày nào ông đánh chân á. Nhà đâu? Nhà đâu mà lâu em mới nói, sao dễ nói cho ông nghe. Thế dạ ơi, phòng trọ bà hai, phòng số 9, rồi lầu số 3, hai bà kế phòng em á anh. Thế mà bảnh mời bà chín bà sáu đi về đây về giải quyết. Anna, anh hai cho mẹ con em được không chứ giờ. Má em rủ em chứ em có biết gì đâu. Cậu ơi, không chơi mà ai mà rủ được. Bây giờ cậu thông cảm dùm đi, còn cháu nhỏ ở nhà đó, nó cậu bắt mình lên nó được rồi. Hai mẹ con không được, bắt nó kỳ quá, bắt nó kỳ quá, xin nó bắt con lên con. Má già má cả má ở đây đi, chứ đừng sẽ được hàng ngày con về con lo cơm nước bưng vô cho má cũng được. Má lại đi con thôi. Thôi, vấn đề này không ai được về hết trơn á. Cái vấn đề này tôi đã theo dõi hai người lâu rồi. Chuyên gia tổ chức đánh bài lên mặt. Có tổ chức gì đâu anh, thì lâu lâu em mới quánh bữa, có tổ chức gì đâu. Đánh bữa à, thì người ta báo là cứ cách bữa hai bữa là tổ chức đánh. Con nào nói vậy? Anh khai của nó ra đi, quan cào nát nhà ở trên coi. Trời ơi, nó chơi mà nó tức cái gì. Nó chơi dầm nó sẽ chơi ai ghê, thích ở bên nó muôn đời nát. Nó chơi cái mà đi báo này báo nọ. Em biết con nào quan cào nát mặt nó trên coi. Bị giữ à? Bị giữ cái gì ở đây?
em có giữ là em hiền muốn chết luôn, sớm em nói tiếp cho. Thôi con ơi, đừng có nói nhiều quá, giờ mình chỉ biết năn nỉ thôi. Ghi vô biên bản mỗi người một tờ khai, ghi vô. Biết khai gì vậy? Thì má ghi đi, không có chữ đâu. Má cũng đâu thấy đường ghi đâu con. Ờ vậy đó. Ok vô. À, ghi em ghi, em đi liền. Ừ, tên Nguyễn Phạm Chí Liễu nè. Ừ. Ừ, lý do gì vậy? Đánh bài, tổ chức đánh bài ngay có trật tự. Thôi em không tổ chức anh, mà chính tổ chức kia không tổ chức. Em chỉ là người chơi phụng thôi. Nhưng mà đánh bài ở nhà ấy. Như thế này mà chính với nhà em đâu. Em chỉ là người vô quánh phụng thôi, chứ em thiếu tay mới vô thôi, chứ em phải em người tổ chức đâu. Cái nào ra đó anh. Không, nói thiệt. Bắt ngay căn nhà của bà mà nói bà chính hả? Không không không, không, nhà của bà chính luôn đó. Bà chả có kêu rồi, em không biết. Cứ ghi vô biên bản để tôi cho người đi xác minh cái đó là nhà của bà hay là nhà của bà chính. Trời ơi, giờ này cơm nước gì chưa liễu mà giờ này bấm điện thoại gì con? Cơm nước gì giờ này mới có 10 giờ cơm nước gì má? Rồi chừng nào mới nấu con nghỉ đi 10 giờ rồi đó, để đi chợ chưa đi nữa đó. Trời ơi, có cái câu chuyện cơm nước không mà má nói hoài mệt chết luôn vậy thiệt. Trời ơi, con người mình sống vì con chứ, rồi nóng nó về rồi nhỏ cháu nội tới về rồi lấy gì ăn? Bởi thằng chồng rồi thiệt chứ. Có cái ngày chủ nhật không mà đi tới luôn, chắc nó đi nhậu nữa rồi đó. Về nó biết tay con. Thì có một cái chủ nhật cho nó rảnh rỗi nó đi chơi chứ sao, con. Sao bữa nay hủ tiếu rồi sáng còn xào rồi ăn đỡ đi, rồi chiều đi chợ luôn, giờ là trễ rồi. Thiệt luôn á. Mẹ. Gì đó? Cho con qua nhà bạn Miếng chơi nha. Đi bà nội mày chứ đi. Bà nội nó đây nè, chưa có đi nha. À, sao con nói gì đây? Suốt ngày ăn mà đi chơi hoài à? Bữa nay không đi học hả? Ủa bữa nay chủ nhật mà mẹ. Bữa nay chủ nhật. Chủ nhật thì bây giờ không có học thì lôi sách sổ ra học. Con gái con đứa gì kìa kìa kìa. Hôm nay mặt mày tối ngày mặt mày kìa. Kìa. Đi chơi suốt ngày, tạm leo vô lúa như con mèo chứ á. Thì kìa, nó quấy bà nội mày nha. Nữa hả đó, bà nội nó đây nè. Cái gì cũng bà nội bà lôi bà nội ra không à. Sao không bà, ý là con nói cho con nói má. Thì bây giờ đó chủ nhật đó con cho nó đi chơi một chút đi rồi có sao đâu. Đi giờ nào về? Bỏ về nha. Nha. Mệt quá suốt ngày ăn rồi đi chơi. Ok. Đi đi. Đi chơi nhớ về ăn cơm ăn nước nghe con. Nó cho nó đi chơi nói thôi má Bình, nói thôi má Bình đó. Nó nói chừng nữa là nó hư rồi đừng nói tại con nha. Nó là cháu hư tại bà thôi tôi nha. Dạ. Rồi mẹ nó làm gì? Con cũng dạy dỗ nó thường ngày đó, nhưng mà có cái nào dạy đúng dạy, cái nào cho nó đi chơi, cho nó đi chơi một chút lát chứ. Đó như con nè, à, giờ nấu cơm con còn không nấu nữa, ở đó chắc như nít. Quá trời, con cha đi dậu suốt ngày, thằng con suốt ngày ăn đi chơi. Thì mệt quá, má ăn gì con đi chợ luôn nè. Dạ muối gì nè? Thì canh kho gì cũng được hết trơn á con ơi. Rồi. Đi nhanh thì về nha. Mỗi lần kêu đi chợ đó là từ sáng tới chiều luôn. Thương Mỹ không mới về. Trời đất thánh thần thiên đụng ơi, con mặt mày nó tèm lem tút lút hết trơn kìa. Con gái con đứa gì thiệt chứ. Đưa cho con mình hỏi tắm đi. Má ơi. Má à. Má. Trời ơi, cái gì mày kêu như là đánh giặc vậy liễu. Má coi má dẫn Quỳnh đưa cho tắm giùm con mặt mày nó kìa. Xinh bồng không kìa. Rồi sao dữ vậy con. Vô tắm mới đi chơi kiểu gì nữa thiệt. Đi là đi lắc. Đi má đi. Ôi liễu đâu mày? Liễu! Bà làm gì? Làm gì? Ồ, nhà tôi dây dính nước sôi ở vô hán mà gì bà đợi? Bình tĩnh quá ha! Bình tĩnh quá ha! Chứ giờ không bình tĩnh, tôi đứa nhảy nhảy nhạc cho cha má! Nè nè! Coi bả mặt con trai đâu nè! Thấy gì chưa? Rồi sao? Rồi sao hả? Bả mặt con trai bà kêu tôi chi? Gái mày đâu? Con gái mày đâu mày? Con Quỳnh đâu? Tắm rồi! Mày coi nè! Nghĩ sao chơi với người ta mà coi nè! Con mắt tầm tím luôn mày nè. Trời đất thánh thần thiên đụng ơi. Dòng con nít chơi với nhau không mà làm gì bà làm lá làng lá lửa đó vậy. Trời ơi, cái chuyện này bình thường chơi nhau, em muốn nó chơi xô xét nhau. Nói con bò cùng con lông với cây cũng chiếc lá hả? Trời mày nói bình thường quá. Mày nói bình thường quá ha. Ừ. Con gái mày quánh trai tao mà xưng con mắt gì quá bình thường ha. Mày nói chừng nào con gái con bẻ giòn con trai bà nó ra nói chuyện. Cái gì? Dòng nít chơi nhau sẽ xô xét là bình thường. Mày nói gì nói lại ơi. Bẻ gãy giò hả? Lúc có tập cái nhà mày còn như tao không đốt nhà mày mới sợ liệu. Rồi bà làm gì tôi? Làm gì ta? Trời ơi, ba hai mấy đứa nó chơi không có làm gì mà nhảy ông đổng lên hả? Trời trời, nghĩ sao con gái mà chơi đánh con trai người ta gì nè, bầm tím con mắt cho nè. Thì con trai bà có vấn đề đó, con gái mới đánh con trai bà. Chứ nhà không có lửa sao có khói. Đấy con gái ở nhà tôi tập cào mặt cho bà được. Con Quỳnh làm gì con vậy? Hả? Nó đánh con hả? Đó, thấy chưa? Hả? Đánh thì con làm gì con chứ Quỳnh mới đánh. Ờ chứ không đâu phải bình thường xảy ra chuyện đó.
Ê, mày khó à, vắng mình nữa má. Cái gì nữa kêu mình ra đây. Cái gì mà ồn ào dữ vậy? Đó, con Quỳnh nói gì đây? Làm gì quánh cô? Sao quánh anh phải không? Anh nắm đầu con trước. Anh nắm đầu đó, con trai của bà nắm đầu con gái tôi trước. Trời ơi, nó con giọng nó con trai mà nó chơi nắm đầu con gái ta. Nó có nắm đầu, nó có nắm đầu kìa. Mày đừng có hại vu khống như con trai tao nghe, nghe. Nó nắm đầu con nó giật xuống luôn mà. Đó, thấy chưa? Trời ơi, bà con quánh anh không? Tự nhiên con gái mà nè. Đó, con gái tôi không quánh con trai bà. Ba đã thường con gái tôi. Vậy sao bầm tím hả? Nói, nó làm gì bầm tím cô? Nó làm gì con? Đánh con. Nó đấm con, thấy không? Nó chơi em không? Đó, rõ ràng. Chứ làm gì bầm tím hả? Làm gì? Dạ, em nắm đầu con trước rồi con chỉ cào mặt em thôi. Đó, con gái thì chứ cào mặt cái quánh đầu nào nó thường quan con gái tôi. Cái thằng này, con gái ta mà nắm đầu người ta chi vậy hả? Đó, phải khỏi đi. Phải khỏi, nó cũng kiếm chuyện với ta trước, người ta mới quánh lại đúng không? Đúng không? Đó, rõ ràng. Mày trời khỏi đúng không? Con này không phải là con gái đâu, này là con quỷ chứ con gái gì. Ê. Bà nói con quỷ là sao không, mụ già kia? Không có con gái nào mà chơi bắn đạn, chơi trò lon với người ta hết chưa? Trời ơi. Rồi sao? Ê, bà nói là quỷ hát, bà nói tôi là mẹ quỷ. Nói mày tự tìm, mày tự nói chứ tay. Ê, con người mình có ngang ngược nha. Dòng nít chơi với nhau không là bình thường quá cho bình thường trong xã hội rồi. Trời ơi, dòng xô xát cho bình thường. Bà lại bà dắt con trai của bà làm gì? Hai mẹ con bà làm gì? Tính tắp đít hai mẹ con nói gì nè, đít là tắp đi má. Trời ơi là trời, mày nói chuyện mày ngang ngược với tao gì hả? Ngang gì mày? Tao nói cho mày biết nghe, cái con Sáu ở trong xóm này không bao giờ mà nhịn con nào đâu, nghe cho mày chắc biết. Con này sợ con nào? Trời ơi. Thôi hai đứa bỏ qua đi, con ưng nít không à, có gì từ từ thì nói. Nít gì mà chơi gì kỳ coi vậy? Chơi hả? Chơi gì? Con trai các bà giật đậu gái tao nói kỳ, chứ làm gì con gái tao bình thường quá mà. Thì nó kiếm chuyện, thằng này mới giật. Nói chuyện sao kể má nghe coi, chuyện sao? Con ở chơi á. Thằng này lại nó kiếm chuyện với con, nó giật đầu con xuống. Đó, nè. Con gái tôi đang chơi gỗ gàng, nó là kiếm chuyện trước. Nó con trai mà nó kiếm chuyện trước, thấy không? Thì mượn chơi chút xíu được rồi. Hỏi thì nha. Đừng có dặn cái dặn bên con. Ai bên con? Là bà bên con với bà. Mày khỏi, mày nói. Bà mới khỏi với bà. Đứng cái miệng mà làm ngẩn mà hiện miệng mà lại đi. Nha. Trời ơi, qua nhà tưởng làm gì? Xô sổ lên. Tính làm gì tôi? Làm gì mày? Hả? Nha, mày mốt cấm không cho chơi chung luôn. Trời, chắc ở đây cầm, tao nói cho mày biết nghe. Từ đây về sau mà tao mà thấy con Quỳnh hả, lết qua chơi với thằng cu mày biết cảnh với tao nghe. Chắc nhà bà phết vàng, hay là bà trả thắm đỏ cho con gái nó qua chơi với bà. Bé ơi, nhà chị không có hả, không có phảnh vàng gì hết chứ. Trời cầm, nhà mình có gì con trai? Nhiều búp bê. Đó, thấy chưa, nhiều búp bê luôn á trời. Trời ơi, con mẹ bà cho con thằng trai chơi búp bê. Ủa thì nó thích cái gì cho chơi đó? Ôi, mốt má mua cho con cái thằng táp bê quăng thẳng vô nhà luôn, đẹp chứ hai mẹ con luôn. Chó thì ở nhà chơi đi, đừng có lết thằng xác ở đây chơi rồi kiếm chuyện quánh lộn. Ai mà ra kiếm chuyện? Nói cho ai quánh chuyện lộn lạo kìa, nói cho mày biết nghe. Từ đây về sao mày ở nhà tao mày biết cảnh với tao á. Tao không hả? Tại này mà chỉ con gái tao vậy? Con bé làm gì tao vậy? Hả? Mày ghét cái lốt lộn mà luôn vậy đó. Mày quá là đánh gì vậy? Cái gì vậy? Này mà coi đi nè. Nè nghĩ sao con gái mà quánh trai cho bằng con mắt vậy nè. Trời ơi, dòng con nít chơi với nhau không à. Bà nghĩ làm sao? Bớt cái câu con nít chơi nhau. Ủa, mắc gì thằng cu chơi với con tèo á, không bị gì. Tới chơi với con Quỳnh là bị hả? Trời ơi, dòng quà một chút xíu không? Dòng anh em chơi với nhau không à? Ôi làm quá vấn đề thôi, đúng cái mặt tao quà một chút xíu rồi mày. Hai má, người ta con nít đánh nhau, không có gì mà hai má, hai người lớn mà đánh nhau kỳ cục lắm anh thiệt á. Trời ơi, bình thường quá trời sao. Gì vậy? Cái gì là sao vậy Quỳnh? Dạ nó lại nó cắn con. Nó cắn con? Cái con mẹ xấu kìa. Gì? Mày là thằng gái con trai mà cắn gái tôi. Thì đúng rồi, đâu có ai hả cho dễ qua ai quánh gì. Thì nó cũng phải phòng thủ chứ. Con này quánh này con kia phải cắn lại chứ đúng không con? Không phải, nó vừa cắn mới vừa nắm đầu nó tán được một con 10 cái thật đó. Đó, bà thấy chưa? Trời ơi, là con trai nhau ha. Vô cái mặt nó như cái mẹ thấy ghét rồi. Ê, mày nói gì cho mẹ? Mày nói gì? Chuyện đó, không mà từ từ nói với nhau đi. Mày đặt, ủa nó cũng có tốt lành, nhìn chắc nó hiền quá. Nó quánh người ta, ta phải cào mặt nó lại chứ. Phải cắn chứ. Trời, con gái của tôi cứ như gì trứng như hứng người hoa vậy. Nó còn cắn không con. Bà thấy không, bà thấy chưa? Trời ơi, con mày trứng vàng chứ con ta không phải là trứng vàng. Con tao là kim cương. Con bà kim cương, con đúng rồi cảnh vàng á, ngập một sòn kim ngờ. Vậy thôi, từ đây sao đúng với chơi chung nữa. Khỏi chơi chung nữa. Thì khỏi, đừng có nói nhiều. Trời ơi, bữa sau cũng qua chơi chung nữa. Mày ơi, bà nín đi. Bà biết cái gì mà nói?
tự nhiên chửi tao. Trọng thứ không có con mày đặt vô đây bên. Ừ. Chừng nào có con hả nói chuyện như gặp mấy con vô. Không có con. Gặp như bà con mà mày em ngỏng không? Ủa thì tao kế hoạch quá tao có con làm lại thì chửi tao. Rồi kế hoạch quá. Nghe không có ai chửi mà ai chơi là thứ nhiều chuyện. Ai bỏ con nhà tao vậy? Mày đặt kem. Anh cắm vô hơi đứng ngoài được không? Hơi đi má. Giữ vậy đó la hồi vô phòng xuống hốt giờ nè. Đứng ngoài thì bớt cái chỗ cái mỏi vô đi. Tao nói cho mày biết nghe, tao chưa nhận vấn đề này đâu cho mày biết. Chắc bà nghĩ tôi nhịn, bà làm sao mà sáng tỏ cho tôi cái vụ này nha. Sáng tỏ là sáng tôi bẻ găng đó. Trời mày gỡ thử đi, mày gỡ thử cái hay mày không mềm mình mày với tao mới sợ. Mày làm gì tôi? Mày làm gì tao? Mày làm gì tao? Mày làm gì tao? Ờ con gái y chang cái bản mặt mẹ đó. Ờ có tốt làm gì mà không giữ, mày không giữ không? Con tôi với con giống tôi giống bà. Hả cả thầy cả thằng nọ. Giờ để chửi quan qua đây. Ê, tao cặp với ai kệ bà tao nghe nghe. Bớt có sang si gì cuộc đời tao nghe cái con quỷ kia. Thì thích nói vậy đó, thích nói vậy đó, cặp thì chỉ nói cặp thôi em. Tại vì mấy đứa ghen ăn tức ở là gì á. Thấy chị không bằng chị bằng em, cái đầu xanh xôi mối. Bà đó cái thứ mà không ra gì, đẻ con cũng không ra gì. Chẳng hay gái gì. Giỡn mặt kìa. Ôi, không dám ai sao? Không dám ai gì? Tám giờ thằng chồng biết kìa, con có ai? Kệ tao, miễn sao giỏi được rồi. Trời ơi. Nó học ngu lắm, ở trường nó học chung với con tàn không một điểm không à. Kệ tao, tao về tao học tiếp cũng được cái gì, mày lanh quá à. Ôi. Mày mốt không có chơi với nó nghe không? Mốt nghe không chơi với nó nghe. Đi về đi má. Nhà không tiếp cái người mà. Còn mày nữa, mày coi chừng tao đó nha. Coi chừng gì? Ờ, con nít con nôi gì mà hả cái miệng lanh. Thì để dốc mẹ nó lại. Trời ơi. Được lắm. Được gì? Còn con đó nha Quỳnh, nếu mày không cắn nào chơi nó nha. Nha. Ở đó biết bao nhiêu lần rồi. Cái kè nó cắn nữa là mới thấy không? Con gái gì mà không giữ gì. Ở đó gì vậy? Ờ, đâu nói cái gì? Mày bỏ nha. Chơi đấy nha con. Ở nhà chơi đi. Kè mày lấy xíu gửi cho nó đi. Chịu có một chút rồi trời ơi nó làm. Ai mua vé số không bà con ơi, vé số đây bà con ơi. Trời đất khánh thần tin đụng ơi, má ơi là má, tôi nói với má rồi là ăn ít thôi. Ăn cho nhiều vô, bây giờ đẩy muốn không nổi luôn vậy. Bà con nhịn được không? Má ăn cũng vậy thôi, cũng bình thường thôi. Mệt chết rồi. Trời ơi, gán đi con ơi, còn giấy số nhiều dữ lắm nè. Chiều nay biết có biết nhiều giấy số rồi nè. Bữa nay tao bán ế mới trời. Đẩy ra ngoài nắng không chị con? Chị vô mát làm gì? Má phải đi bán vé số, má phải đi ngoài nắng, người ta mới thương. Má hiểu không? Đi vô mát ngồi ai đâu thương. Trời ơi, cái nằm đi lụng không, má làm gì vậy? Trời ơi, má mà để đầu nắng như vậy đó, người ta mới thương, má hiểu không? Má con đợi cho. Rồi tự nhiên con đợi, con để cho má nắng. Má phải để nắng thì người ta mới thương, người ta mới thấy tội, người ta mới mua á. Trời ơi, má dở thiệt luôn á. Dán cho hết đi nè, còn biết mình. À, vé số không? Vé số đây. Sao mà nắng như trời. Vé số đây bà con ơi, vé số sáng mua chịu sổ, hôm nay bán mai nghỉ mốt chị Mỹ, bữa kia bán tiếp luôn. Ai chứ chị mua vé số ủng hộ em, mẹ con em với chị. Vé số à? Dạ, vé số. Ồ, vé số, số gì số quắc à. Số đẹp đó con. Số đẹp càng chết luôn nè chị, mua ủng hộ em với chị. Nè, nhiều số đẹp lắm luôn. Nghe ông thôi mua đâu chợ rồi chị nữa ơi, ta nói đi đâu mà vội mà vàng chừng chân ghé lại với số của em đi, trúng là trời cho mà không trúng là trò chơi nha. Em có tiền 220 còn 220 à, 220 thì có 20 đó cô, mua 2 tờ cũng được. Không nói cô chị mua giùm em 20 tờ thì còn 20.000 để lại cũng được. Điên hả? Rồi chờ còn 20.000 lấy siêu ý gì gia đình ăn đi chợ ăn. Ôi chị trúng, chị lại chị trúng một cái là chị gia đình chị ăn rồi bắn học luôn. Ủa rồi không trúng hả? Rồi không trúng, coi như không trúng là trời cho, không trúng là trò chơi. Thôi má xu, má xu xu ủng hộ em đi. Ôi anh ơi, còn sáng giờ ấy muốn chết luôn, nắng non giờ này 4 giờ rưỡi sắp khổ rồi. Cô khổ lắm rồi, thấy cũng tội nghiệp đấy, được coi trai. Trời ơi, đáng với số gì 99 sao trúng bà nội. Nè cô có còn hai con nè, đẹp nè, 69 Cà Mau hả? Mà kệ đi, mua đỡ 2 tờ luôn nè, 20 nè. Giỡn chúng không chịu chúng không đi chài. Trời ơi, chịu chúng mà. Chúng hả? Thôi chị thôi giữ đi, bán chi vậy? Giỡn thì cho vui thôi. Bà đặt ra dẻ quá. Ủa? 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 Đợt khác đi chị. Bà nói nghe nè, mày bị gì ngồi xe lăn vậy? Thương quá vậy. Bây giờ nhất á cô. Mẹ em khổ, hai mẹ con em khổ lắm chị. Ờ. Mẹ em mới bị nhứt cái giò đi đâu có được đâu.
Ủa nhất giờ mà bắt gì không sao bóp thì bắt gì ngồi xe lăn chị? Không phải, ý là bây giờ là không có sao bóp được nữa rồi. À là nhà có hai mẹ con à, là đi không được á. Dạ khổ lắm chị. Ủa, mẹ em ở ngoài mà bác em sốt với hằng ngày chứ nắng nôi gì mà em có tiền, có tiền có chưa giả ơn tao nó bắt mẹ em ngồi nắng bác em sốt gì. Nó có hiếu lắm đó cô dâu á. Con dâu quá hả? Dạ em nãy giờ dâu. Nãy giờ con tưởng đâu là con ruột bác không chứ. Con hiếu thương quá. Thời buổi nào mà có con dâu hiếu thảo. Mà nói nghe nè, dạo này tôi thấy trên tivi nó nói hay định dạng hay giả vờ ngồi xe lăn xe liếc gì nè các kiểu nè. Mà tôi cũng sợ dữ lắm trời. Ủa chị khác, chị nói gì khác nào, chị nói hai mẹ con em lừa đảo lừa lọc chị. Không. Trời đất ơi, chị mua áo mua thì thôi thì kệ chị chứ mới chị nói vậy. Nói gì khác là hai mẹ con em lừa đảo. Không, chị nói thôi, gì thôi. Thôi chị khỏi có hông, chị im miệng đây đi. Ờ chứ ai nói hai mẹ con em mình lừa đảo chị. Ủa thì chị nói chị chơi, chị nói trên TV mà. TV gì, TV. Ờ bố lặng nước ơi, bà này mới nói hai mẹ con lừa đảo nè. Con này ngang ngược với trời. Ngang ngược, chị ngang ngược. Trời ơi, chị nói gì. Trời ơi, tôi khổ quá mà. Bà coi nha, bà cho bà coi nó nè. Hả, tôi chỉ nói là hả mua vé số rồi tôi thấy tình trạng mà giả giờ mà xe lăn trên TV. Cái chị đây nè. Cái chị đây nè. Nghĩ sao mẹ con em gì đó mà nói mẹ con em lừa đảo lừa gạt sao lòng chị. Em chỉ nói là em thấy trên TV. Nói chị ơi. Bà nói ai về tình trạng người xe lăn như mẹ người xe lăn như lừa đảo bà. Ủa đó mà nghĩ sao trời nắng căng căng như bà mẹ già em ngồi đây thôi. Thôi. Ê thằng ấy đó kiếm bà kìa. Nào thằng Tài. Ờ thiệt tình đi chứ. Kiếm đi gì bà, anh đây lo chuyện với nó kìa. Em khổ quá mà. Nói chơi thôi mà cũng dặn nữa. Thấy da dẻ quá. Em có nói gì chị đâu, em hiền quá mà bà, chị tát em dai. Bà có mua tờ nào không? Mua hai tờ. Mua hai tờ mà xài xẻ mẹ. Ô, con em đừng nói mẹ đó, sắp này nó nhiều chuyện lắm tới rồi. Mà cô bị gì vậy? Bị nhức hai cái giò cô. À trời ơi, tội nghiệp chứ vậy. Cái này là mới bị đúng không? Cô mới bị đúng không? Bị cỡ 5-10 bữa nay à. Sao nhìn cái xe lăn mới như vậy? Không có. Ý là mẹ em mới ngồi cái xe lăn á là bị 5-10 bữa nay thôi chứ mẹ nó bị trước đó rồi. Trời ơi, cái xe lăn này em cắt nào cũng khó không mà bây giờ mới khui gần Tết kiếm tiền xài mà chị. Ơ lâu 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 lâu. Không có, ý là cái xe lăn này là em cắt trong cái kho nào giờ mẹ em bị nhức cái giò à. Cái đó bên này cũng còn đi lết được. Rồi bữa nay em đi hết nổi luôn rồi. Thương dữ vậy trời. Thôi trời ơi, cảm ơn chị nha, cảm ơn nha, cảm ơn đội ơn chị nha. Ồ ôi. Trả tiền. Khỏe bé ơi, em có tiền thói chị không nè? Em tờ thói 150 nha chị. Ừ. Vậy đợi em xíu nha. Chết rồi chị ơi, không có tiền thói rồi, dần sau giờ mới chị đợi em đẩy mẹ em, đợi em đổi tiền chị nha. Thôi, kỳ lắm, giờ đợi lâu lắm rồi. Bác đang yếu cái chân này đẩy qua để đợi nắng thôi, khó chịu lắm. Trời ơi, cảm ơn chị nha, cảm ơn chị cho em luôn hả chị. Ở trong đó không còn thằng nào chứ hả? Dạ không. Cũng hết rồi hả? Dạ. Vậy thôi chị gửi luôn cho bác đó. Trời ơi, con cảm ơn chị nha, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị đẹp, bây giờ còn công đức vô lượng nữa. Không như con mẹ kia cái miệng hồ hổn như quỷ gì á. Ủa bác khát nước không? Bác cũng khát một chút nữa. Khát nước em, kém khát nước không? Dạ, em cũng khác. Ở đây chị chạy lại ù lên kia, chị mua hai chai nước suối cho hai mẹ con. Chị em có nước rồi. Dạ không sao đâu, cảm ơn chị nha. Dạ thằng ơi, em uống gì vậy? Trà sữa. Trời đất, coi đi bán vé số ngày lợi nhiêu uống được trà sữa vậy bà. À cái trà sữa này là hồi nãy người ta thấy em á, mẹ con em khổ quá, đẩy ngang quá nhà sữa, người ta đã cho nhà sữa với em là có tiền để mua trà sữa. Khoan cái môi. Trời ơi, đi bán vé số cực khổ mà còn xăm gì. Cái gì? Cái này sơn môi nè. Phải không? Phải sơn môi không? Có bị lem đem kìa. Đâu có đâu chị, là bị có lem em chùi nó có ra đâu. Ở cái môi này, nhờ cái môi này á là em đi làm mẫu mấy học viên nó xăm. Đó, một cái mẫu môi là 100.000 làm kiếm tiền đồng nào hay đồng đó. Nó xăm tâm với cái môi mấy nhầy luôn thấy không? Trời đất ơi. Đã xấu là xấu nhiều. Bởi vậy mới nói thì cũng phải gắng làm kiếm tiền. Cái thời buổi kinh tế khó khăn mà kiếm được đồng tiền đâu phải dễ đâu chị. Bà con gái bác đó hả? Dâu á cô. Dâu. Trời, con dâu mà giờ đẩy mẹ chồng đi vậy luôn hả? Chồng nó theo dạ, gái đúng rồi. Thánh thần ơi, chồng theo gái rồi. Chồng em đi theo gái rồi chị. Bởi thôi. Bởi vì nói nghe, tôi nói nghe đúng là học gian bạc phẳng. Mấy người đẹp như em mới thường hay khổ lắm. Đưa tới chút đẹp đi. Đưa tới chút đẹp. Nó không như là coi như là hồng nhan bạc phận đi. Thì á, thì hai vợ chồng cũng cưới nhau được năm thì cũng chưa có mụn con nào. Rồi cái gì mà về cái lúc mà anh lấy em á, anh đâu có gì đâu mà anh về anh lấy em xong anh về anh thay đổi tính nết, bắt đầu anh gái gú cờ bạc anh bỏ đi,
đó cái bỏ mẹ già của anh lại rồi em bắt buộc phải nuôi mẹ của ảnh chừng sao giờ. Chứ giờ không ai nuôi thì ai nuôi mẹ ảnh. Bởi vì em khổ quá mà. Chứ ví dụ giờ mà có tiền có bạc gì đành cam đâu là em đưa đâu có rể mẹ em ngoài nắng ngoài nôi gì mà kiếm từng đồng từng cắt gì. Ồ, đẩy vô bác vô chỗ mát thì ngồi. Không, không trong mát không ai cho tiền đâu chị cơ mà. Nó có, ấy không phải, ý em nói nha. Là hồi sớm phải trong mát mà mấy người kia á là đẩy người ta tủi xô cho mẹ con em, ta đẩy ra không cho người đứng trước cửa nhà, ta nói dơ nhà, ta không cho đứng trước cửa. Chị ác ôm dưới trời. Thì bởi vậy. Mà nói nghe nè, em á còn trẻ thì em chịu nắng được, còn mẹ em đưa cho bác đi, chứ kỳ lắm, dâu con. Dạ. Dạ. Em khổ lắm chị. Trời ơi, giờ phần phụ nữ với nhau không mà thấy hai người khổ gì chị cũng không đành đòn mà mấy đi. Chị cho em ít tiền nữa để em mua đồ cho bác anh em. Dạ. Mà nó tiền chặt rồi. Không sao đâu, chị tiền lẻ cũng được chị. Dạ lẻ thôi hả? Dạ. Có nhiêu cho nhiêu cũng được, cho hết cũng được. Dạ, cảm ơn chị nha. Thôi này gửi lại 5 tỷ số rồi bán luôn đi. Chứ không đành đòn đâu thiệt. Chiều nay lỡ mà trúng một cái thì con quay lại lấy cái lập rồi. Dạ cảm ơn chị nhiều nha, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ 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 dạ. Chúc chị công đức vô lượng, em chúc chị là tìm được một tấm chồng tốt nha. Ủa chị có chồng rồi, ba đứa con rồi. Ủa chị hả? Ủa chị ế chứ. Ủa lâu mày. Em tưởng nó chị có chồng cái đẹp gái quá, tưởng nó chị có chồng lại bà luôn á. Thôi bác ở lại giữ gìn sức khỏe cho con đi nha. Rồi bye bye nha. Mừng quá bà đi. Trời ơi. Má thấy con chưa? Sơ sơ kiếm được 200 mấy, 300. Trời ơi, con dâu của má mà. Con làm gì hoài, chắc con má hốt quá à thôi. Má yên tâm, chắc con đừng báo, làm nữa con ăn được. Trời ơi, gần Tết là kiếm tiền xài riêng chứ má. Thôi rồi bà con ơi, vé số sáng mua chiều nhục, nay bán mai nghỉ, bữa kia em về Mỹ mốt bán tiếp luôn nha bà con ơi. Bà con tiếp mua vé số rồi con còn 5 tờ nữa con. Trời ơi, con bán vé số này tội nghiệp dữ vậy con. Dạ đúng rồi mẹ con, tội nghiệp lắm chị. Khổ lắm. Ôi, ủa bà con, sao con ngồi xe lăn vậy? Cái giờ cô bị nhất. Vậy hả cô? Ờ là bị lâu chưa? Cũng bị lâu rồi cô ơi. Ôi, thằng không ấy giờ con cho liên hệ địa chỉ liên hệ đó cô đi chị nha. Không cần đâu chị, tại vì á cái giò này á thì ở nhà em cũng tốt nước muối hàng ngày cho mẹ em được. Chứ bây giờ chừng nào mà thấy càng nặng hơn nữa thì em sẽ đi. Chứ thấy thì vậy, chứ thấy cô chứ cũng còn khả năng là cô bị nhức nhiều không? Dữ lắm cô ơi, đứng không nổi luôn á. Ôi vậy hả? Ờ, cô còn nhiêu tờ giấy số? Cô còn 5 tờ hả? 5 tờ. Mẹ chờ, con còn có nhiêu đây à? Cô có tiền thòi không? Dạ, không sao đem thòi được chị. Dạ, 40 tỷ không chị? Con gái con cũng hiếu hảo ha. Dâu quá cô ơi. Dạ, có dâu hay con gái chị? Trời ơi, đời giờ ít có con dâu vậy lắm luôn á. Vậy là cô có phước lắm luôn rồi á. Dạ đúng rồi, bây giờ em không chăm sóc cho mẹ em thì ai chăm sóc cho mẹ chồng em đây. Chồng em nó bỏ đi lâu rồi, nó theo gái rồi. Làm gì đâu mà ăn ở. Hai vợ chồng lấy nhau về mà. Bây giờ đâu đâu á. Nó bỏ em đi theo gái vậy á. Bây giờ em phải nuôi mẹ chồng em chứ có ai đâu nuôi bà. Chị con ơi, thôi tiền cho cổ kìa. Ừ đua. Dạ em gửi chi tiền lại chị nha. Thôi cảm ơn. Còn nghe con chúc cơ mau lành bệnh nha. Con đi nó tốt. Cô. Dạ. Nói gì vậy, cô không bo được ngày nào. Trời lớp thánh thần kinh đụng ngơ đẹp ít kỹ như quỷ vậy. Má em hay chưa? Thôi mình bán hết rồi mình đi về con ơi. Cái gì về má? Trời ơi không còn nữa. Còn nữa. Ừ. Bán ngắn cho hết 20 tờ đi rồi chiều nay con đi sắm cho má 5 phân. Vé số bà con ơi, vé số đây bà con ơi. Vé số đây bà con ơi, vé số đây bà con. Chết má ơi. Hai cái ông công ông nội công an hôm bữa kìa. Vậy hả? Rồi giờ làm sao? Má làm sao? Ê, liễu còn má làm sao liễu? Chị tự xử đi. Còn má sao liễu? Sao má với liễu? Mới có người báo hai mẹ con mới ngồi đây nè. Công nhận hai mẹ con mới chuyện lẹ chứ. Mấy cái thị ở đây đi. Đi. Kiếm chỗ ngồi đi con ơi. Con hồi sớm tới giờ bán được nhiêu tiền, được nhiêu tờ giấy số vậy? Má, có người lại lên. À, giấy số mà bà con ơi, giấy số đi bà con ơi. Giấy số bà con ơi, giấy số bà con ơi.
anh trai ủng hộ với số mẹ con em Vinh trai. Sao tội nghiệp quá vậy? Dạ. Sao tội nghiệp quá vậy chị? Sao mà ngồi xe lăn dữ hả? Dạ tại vì á mẹ em nhức cái giò anh. Dạ đi không nổi. Sao mà nhức cái giò dữ vậy? Thì mà không biết làm sao nó đầu năm á tự nhiên cái mẹ nói đau cái giò rồi cái bị vậy luôn đó. Quá. Dạ. Ở nhà có hai người vậy hả? Dạ dạ mẹ con em thì có nhà có hai mẹ con thôi à. Không có nhà cửa gì ở trơn, hai mẹ con phải ở dưới gầm á anh. Dạ. Con dâu của tôi đó cậu ơi. Ủa, con dâu quá hả? Dạ em con dâu của mẹ em. Con dâu mà đẩy mẹ đi bác gì đó. Dạ chứ vợ gái rồi. Chồng em mới đi theo gái rồi. Rồi cái nó bỏ lại mẹ của ảnh vậy nè. Xong rồi em bắt buộc em phải nuôi mẹ ảnh chứ giờ sao vậy chứ bỏ mẹ đâu bây giờ. Kệ đại quá mình nghĩ á là mẹ nào cũng là mẹ, mẹ chồng cũng như mẹ mình thôi. Mình nuôi bà thôi ơi giờ sao giờ. Rồi để em lựa với số ha. Dạ. Thôi chị lấy em hai tờ này đi. Dạ anh có mua ủng hộ kia không anh? Hai tờ không có đó chẳng có mua. Dạ. Cái đang mua này anh chịu anh súng hồi xanh đổi đời rồi sao. Dạ. Rồi. Dạ thấy thương quá cho thêm 200 nữa nè. Muối gì ăn nha. Quá trời. Dạ dạ cảm ơn anh trai nhiều nha. Trời đẹp trai mà có dễ thương quá trời chứ không biết. Dạ cảm ơn anh trai nhiều nha. Cảm ơn anh trai. Má thấy chưa? Được 200 nữa má thấy chưa? Má thấy con dâu của má kinh khủng chưa? Ai vậy số bà con mà đứng đi này lẹ má. Đứng gì đi đi. Chứ con quá trời mệt rồi đẩy lặng muốn chết luôn nha. Đứng gì đi đi đứng gì đi đi. Trời ơi. À, vé số mà con ơi. Sao mà cái đường nó vắng vậy ta? Lên lên trên đường ngồi xíu đi má, mỏi chân quá trời mỏi chân. Mệt muốn chết luôn vậy. Con ơi, mình bán được nhiêu rồi con? Hả? Sao thì không bộn nè, trời ơi. Còn 200 nữa nè. Alo anh hả? Xíu lại rước hai mẹ con em nha. Rồi đó đường cũ á, đường cũ á. Rồi ok. Trời ơi. Ok anh. Dạ. 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 Mới điện cho anh Tống anh, về kịp trước. Dạ. Chứ có người. Vé số mà con ơi, Cô tiếp mua vé số con. Dạ, chị mua ủng hộ vé số hai mẹ con em chị. Cô bị sao vậy? Bị nhức giò cô ơi. Dạ, cái giò bị nhức cái chị. Thương quá vậy. Dạ. Còn mấy tờ vé số vậy? Còn 8, 9 tờ vậy đó. 8, 9 tờ hả? Dạ. Ủa, cô nhà cô ở đâu vậy? Hai mẹ con nó có nhà ở đâu? Hai mẹ con á ngày phải ở kiểu mà đi tới đi lui nè, ở kiểu mà bốn biển là nhà vậy đó chị, là ở ngoài đường không chứ là mình có nhà để ở. Tại chị đang ở đâu để em có quen biết mấy anh Mạnh Thường Quân á, để em kêu mấy ảnh ra hỗ trợ cho hai mẹ con nè. Ông có ơi, tại vì á hai mẹ con á kiểu mà sống vô gia cư cơ nhở ngày nay mai đó chứ đâu có chỗ đâu ở chị, kiểu mà gặp đụng chỗ nào là ngủ đó, nhiều khi trời mưa á hai mẹ con á phải bị ướt mưa, nhiều khi ướt như chuột lột, lạnh gần chết luôn. Hai mẹ con đâu có chỗ ở đâu. Dạ, em cũng không dám làm phiền chị đâu. Dạ, dạ cảm ơn chị. Dạ. Không có sao, tại vì em cũng có quen biết mấy người đi hỗ trợ, người nhẹ, người già nè, nhiều khó khăn như cô đây. Dạ. Tội nghiệp quá. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ. Em lấy hết cái số này nha. Dạ, đội ơn chị nghe chị đẹp mà chị công đức vô đường lượng quá chị, cảm ơn chị nha. Hai mẹ con đi về nhà sớm đi, tội bà quá. Dạ. Thôi kìa. Dạ. Dạ đem thôi chị nha. Mà thôi chị giữ đấy nè, làm cho bà thêm luôn nè, còn nhiêu đó con cho hết luôn. Dạ cảm ơn chị nha, cảm ơn chị nha. Chị cho em số điện thoại đi, để ngày mai em cho anh chị em đi qua để hỗ trợ hai mẹ con nha. Em không có xài điện thoại với chị. Dạ không có điện thoại để xài. Chị địa điểm ở hiện tại đi bé ở chỗ nào để em mong mai dẫn qua luôn. Thì nói chung là hai mẹ con không biết bán chỗ nào, nói chung là ngày nào mà ế quá thì đi đường này đường đông người đông khách, rồi còn ngày nào mà có thì hai mẹ con được về sớm bữa chứ giờ không biết chỗ nào nữa. Ngày mai nếu mà chị lại đây á có gặp hai mẹ con em á thì
Dạ, tưởng đâu là có số điện thoại với lại... Dạ, em không có xài điện thoại, không có tiền điện thoại sao? Có số tài khoản thì cho em để cho một mớ để một bát nhà. Dạ, em là có không có điện thoại xài. Dạ, gì thôi, ngày mai để em chặn anh đó, anh qua đi luôn nha. Dạ, 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 đổi ơn chị nghe, đổi ơn chị nha. Dạ. Thôi, hai mẹ con về sớm đi nha. Dạ. Hai con, hai con. Dạ. Cái đồng ga mà thủy xin số điện thoại gì trời, gạch quá chị gạch này. Tiền. Dạ, yeah. Chị nói chắc em mua cho má 5 phân quá má. Thôi, đi nha, làm đi, má. Mua chiếc nhẫn nha. Rồi, ok. Cái gì? Má chạy mặt chị đã mang cái gì nấu luôn nè. Thôi con ơi, con mua tôm hùm đi. Mấy bữa nay má đi theo con đó, má thục mấy ký rồi đó. Con đã mời mấy gì? Tôm hùm. Rồi, chị đang khen chồng mua tôm hùm nha. Cái gì nè, con. Alo ông xã hả? Rồi bán hết rồi. Bà rước em nha. Rồi đường cũ nha. Rồi ok 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 ok. Rồi lấy lẻ nha. Để chiếc kim chồng cũng mua tôm hùm nha. Không có lại được đâu. Má. Bữa nay lại bán hết sớm vậy bà xã? Chứ sao vợ anh mà. Thôi, nhập hơi nhiều nha. Chứ sao vợ anh mà. Quá trời quá. Ôi, đi ra đi, đừng có kiếm mẹ con tôi nữa. Em, cho anh một cơ hội đi mà. Em ăn gì mà em ăn à, không có còn một cơ hội nào dành cho anh chứ. Má, thôi, khỏi má con vậy trơn á. Anh đi anh bỏ nhà. Anh đi theo gái cho đã vô. Bây giờ anh quay về nhà và anh nói lời ngon ngọt. Anh đừng có dụ mẹ con tôi nữa. Anh biết lỗi, anh biết sai. Không có lỗi phải gì nữa trơn. Cái gì vậy em? Ủa, gì vậy? Ai vậy? Thằng chồng em đấy chị. Cái thằng phụ bạc rồi mà hồi sáng em kể chị đó hả? Đúng rồi, em kể chị đó. Tội xấu mày tao, hồi sáng em kể là nóng máu. Cái bữa nay nó về, nó kêu em năn nỉ em quay lại với nó. Quay lại, quay lại cái cù lôi. Mày nghĩ sao mày bỏ nhỏ đã giờ quay lại? Mẹ già có kè ngồi xe lăn. Nhưng mà khốn nạn dám bỏ vợ đi theo mày, gái. Để vợ với mẹ đi bán giấy số từng tờ từng tờ. Giờ làm gì? Chà đó cái thằng thiên đồn mưa gì mà nó còn nở lòng nào về nhà nó kêu em ơi ở lại với nó đi. Em không có ở. Em không có ở cho chị. Ờ tội nghiệp em. Em biết em sai rồi, vậy em quay lại em không bao giờ đâu. Thôi kìa, tôi đeo vàng đỏ tay luôn, đi theo gái đeo vàng đỏ tay còn về đây ha. Làm khổ vợ con rồi làm khổ mẹ rồi ha, bây giờ về cũng dám giáp mặt mày dày như mặt đường nữa thì cái tao đó. Em biết em sai vậy em. Bởi vì tôi nói ra rồi. Khỏi anh khỏi. Khỏi em anh. Em vậy chưa không có quay lại đi ra đi. Trời ơi đi đi. Đi cho đã giờ quay lại. Em không có cơ hội đi mày. Không có cơ hội rồi dành cho anh đó. Ban đầu tiên sao anh không quỳ đi, tôi cũng quỳ đúng lắm. Rồi. Cái ngày mà anh đi á. Không ma đổi cô. Không ơi cô ơi. Cái ngày mà anh bước chân ra khỏi nhà. Là tôi cũng quỳ đó, tôi cũng năn nỉ anh ở lại, anh có năn nỉ lại không? Hôm nay cái anh quay về anh kêu á là tôi ở lại với anh. Không có đâu. Hai mẹ con nó cơm ăn cơm có cháo ăn cháo có muối ăn muối không cần anh lo đâu. Thôi mẹ em anh biết lỗi rồi, đi bà. Anh về anh sẽ nuôi em mẹ con em. Khỏi nuôi. Anh khỏi nuôi. Khỏi tập. Đẹp, chị nói nghe khỏi cần hạt hạt. Em khổ đó chị. Đẹp. Về nhà với nó quánh em lắm chị. Hồi sáng giờ chị xin lỗi đi, chị nghĩ bại với em nè. Chị cho em 200 ngàn khỏi cần nó quay lại chăm sóc chị cho. Cho mượn 200 đi nè. Chị cho em 200 luôn. Nữa nè. Chị cho nó 200 luôn. Em nhận thôi, em nhận của chị ra. Chị cho em nhiều lắm mà. Giữ đi, chị thấy thương em quá giữ đi. Thôi em không dám nhận của hai chị đâu. Dạ dạ. Cái dòng mày đó. Em dám nhận đâu. Cái dòng mặt của mày hết, cái mặt của mày là cái mặt gì, tiểu nhân hả? Tiểu nhân. Ờ. Trời ơi, nghĩ sao hả? Bỏ vợ bỏ con ta ha. Thôi đi đi, mày đi đi đừng ngồi đây nữa. Thôi ơi, mày đặt hơi mè thôi ơi gì. Theo ra thấy chưa đỡ dù đâu, bây giờ cũng đâu quay lại. Ôi lúc ơi. Bởi vì chị nói em rồi, phụ nữ đã khổ rồi mà chọn lòng chồng khổ hơn nữa. Thấy chưa? Trời ơi, nó được cái mã thôi à. Mã vũ phu dữ lắm. Trời ơi, giờ nó có ưa nổi đâu trời. Thôi. Thôi. Thôi gái em ơi, đi về đi em. Đi đi đi, ở đây thấy chặn lại cho đi. Thôi mày đi đi mày. Đi đi. Quay lại. Đi về đi. Ôi, đi về đi ra để em nói chuyện với vợ. Không, tao em mày về nhà tao rồi. Nói nữa. Có nói năng gì chưa? Thôi mày đi đi. Thấy thương hai bà con quá. Có gì mà mấy con ủng hộ. Mày đi đi. Mày đi nha, mày đi. Khỏi nghe nghe nghe. Không có về giảm nghe. Má con đi đi. Đi đi. Đừng có về nữa nha. Trời ơi, có gì nhà một phòng tối. Con mà sáng giờ cảm ơn hai chị nha, chị trong mức chung lượng. Mình có bán hết giấy số chưa? Đó là thấy thương. Thôi đi về đi ăn đi, đi về đi ăn nghỉ ngơi. Kiếm gì ăn đi nha. Ồ cái dòng đàn ông gì đó. Ồ thấy thương ghê, bởi vì tôi nói là rồi. Thấy chưa, đừng có gặp với ông này ông kia là gì không đó. Quá trời mệt rồi. Ông lấy sẽ bị lộ rồi. Ai biết đâu hết hồn, bả là hết hồn. Bả mua sáng hả? Ừ mua sáng đó, hai mẹ mua sáng đó.
Bà cho nhiêu đi. Chứ bây giờ đi, đẩy má về lại đi. Thôi đi, để má đợi vậy đi. Mà nó nghe nè, chở em từ dàn kiếm y nha. Em sắm dài chị, chứ sẽ ra đóng cửa. Khoan, để anh chở má về trước, để tống bà công an bắt. Má đi về với con trước má. Đợi xíu anh, đợi nha. Ừ. Nhanh nha. Rồi. Gia đây, ta nói bà ở đây, bà lừa đảo ở đây nè. Ai lại lừa đảo? Bà lừa đảo xin tiền á. Trời ơi, xin tiền đâu mà xin tiền. Đâu tôi làm ăn thì bán cái số chân chính làm xin tiền. Thôi, bà đừng có nói nhiều lắm, bắt lên được. Đừng có phượng mấy anh này, mấy anh đừng có vu qua người hiểu, tôi thưa hai anh nha. Hứa gì mà hứa, bà lừa đảo đây biết nhiêu người, ta nói lừa đảo, đảo gì, đảo bằng chứng đâu, bằng chứng đâu mà nói là lừa đảo. Bằng chứng muốn gì lên phượng đi, còn kiếm bằng chứng. À, thôi, thôi, chị em đi anh ơi. Không có thai gì hết, tôi nghe người ta nói nhiều rồi. Lấy cái xe ba lô. Anh ơi, tha cho em. Không có thai gì hết. Không phải gì, em chia trên phân nửa nữa thôi. Không có gì. Lên. Dạ.